Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái tựa game Police Simulator Patrol Duty này. Và hôm nay là ngày làm việc thứ ba của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi làm một cái nhiệm vụ nào đó nó thường thường thôi. Chủ yếu hôm nay là mình sẽ nhận một cuộc gọi để truy đuổi một cái tên tội phạm nào đó. Tại vì những cái lúc mà mình làm việc trước thì mình thấy có những cái lúc truy đuổi rất là đã luôn. Mình nghĩ là mình cần nên làm cái nhiệm vụ này, đi bắt xe. Ok, bây giờ mình sẽ nhận luôn ha. Tại vì các bạn cần phải nhận một cái nhiệm vụ gì đó, các bạn mới được đi ra ngoài, các bạn mới được lấy đồ, và mình mới tính được cái điểm để mình lên được cái chức vụ cao hơn. Chứ còn bình thường các bạn đi ra ngoài, các bạn không có đồ rồi không có gì hết trơn, khó là xử lý lắm ha. Ở đây mình có, thôi cái này vẫn là đi tìm thôi. Ok, mình nhận bên này. Rồi thì bây giờ mình cần qua bên khu kia để mình tìm những con xe mà nó đậu sai vị trí á. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ, mình lấy xe ha. Nhưng mà mình sẽ không qua đó đâu, hoặc là mình sẽ qua đó mình nhận hết. Rồi mình không có end cái ship này, mình vẫn để mình đi làm những cái nhiệm vụ khác, nhiệm vụ ngoài giờ. Bye bye. Hôm nay là sẽ có một cuộc rượt đuổi cho các bạn xem thử ha. Để xem coi là rượt đuổi trong game này nó như thế nào, cũng như là làm sao để bắt được tội phạm, bắt nó dừng xe lại. Có một cái á, trong này á, là thời tiết trong game nó không có thay đổi nha các bạn. Thời tiết nó nắng đẹp như thế này và trời nó cứ dịu dịu như thế này, không bao giờ thay đổi luôn. Không có xíu gì thay đổi luôn. Không có trời mưa, trời bão hay là trời tối gì cả. Hiện tại là mình chưa thấy, nhưng mà sau này mình nghĩ là sẽ có. Tại vì nếu mà một cái thế giới như thế này rồi thì bắt buộc phải có để nó mới thật hơn được. Nói chung là cảnh sát chứ giờ này mình là biến thì chạy cái kiểu mà nó... chạy theo cái kiểu mà tuân thủ luật á. Có quán cà phê này, có ngân hàng này. À, con xe này quẹo không xi nhan nè. Tắp vô cái chơi cù 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 mà thôi là biến bắt nó quá. Cái đoạn nãy á, nó có xi nhan mà chứ có xi nhan mà chiếc này nó là không có xi nhan. Nhưng mà hiện tại mình cũng chưa biết được làm sao mình bắt được những con xe mà nó có dấu hiệu là đổ sai vị trí nữa, thực sự luôn. Để bây giờ mình vô mình xem coi nó như thế nào. Chạy đã vậy. À, vậy là cái mình đậu là sai á hả? Ê, bình thường mình hay tấp xe vô lề, mình tấp cái kiểu này nè. Nhưng mà nó báo đậu kiểu này là sai nè. Rồi đậu trên những cái vạch mà màu vàng này dành cho xe buýt hay này kia là sai luôn nè. Taxi nữa, mình phạt taxi nữa nha. Rồi mình phạt những con xe đậu ngược chiều. Ủa đâu? À, hình như hết cái vé. Con xe nó không có cái vé này. Cái vé các bạn trả tiền á, mấy cái cột á. Và khi mà mình đi tuần tra như thế thì mình có quyền bắt những con xe không xi nhan khi quẹo, cũng như là không thắt dây an toàn và không bật đèn vào ban đêm. Để mình viết cái phạt cho nó. Rồi, hiểu rồi. Uầy, cái nhiệm vụ này cũng thôi được, cũng gác. Con cái mình chạy ở mà mình đi bắt cho mấy thằng kia thì nó hơi kỳ ha. Bây giờ tìm mấy con xe nào mà không xi nhan nè, rồi đậu sai đường bla bla nè, rồi đường một chiều ha. Nhưng mà mục đích hôm nay của mình không phải đi bắt xe, mục đích hôm nay của mình là đi tìm một cái đơn vị hỗ trợ người ta truy đuổi này kia, mình sẽ nhận. Còn hiện tại chắc là mình skip, các bạn đợi mình một xíu. Ê, đây do là tình huống khẩn cấp cho nên mình cần phải tấp như thế này để mình bắt nó. Mình muốn đậu xe như này. Nhưng mà mình nghĩ là mình đậu cái này chắc không sao, tại vì mình không biết tại sao nó, các bạn không biết tại sao nó cho nên. Rồi, bây giờ mình cần viết vé phạt. Some people never learn. Mình có quyền cẩu xe về luôn nha các bạn. Nhưng mà hình như chiếc này nó không cho. Ờ, nó không cho, tùy chiếc, cái chiếc cho. Ê, cho nè, cho nè. Cho mày cẩu về luôn. Đậu láo hả mày? À, nó khóa bánh lại luôn. Đù. Xin nữa các bạn. Ok. À, đây.
À không, cái này Newcastle ở đâu ta? Newcastle như túi trên kia mình nhớ. Ồ, xa lắm. Cái này trộm thẻ tín dụng thôi, chả có gì cả. Rồi, thôi kệ nó đi. Rồi, chiếc này được rồi, vậy được rồi. Khóa bánh lại, mình có gọi xe cẩu nhưng mà không biết nó có tới hay không thì kệ nó. Bye bye. Không, các bạn phải thông cảm là nhiều lúc á, tại vì mình lỡ mình thấy nó rồi thì mình không thể nào mà tấp bên đường, mình chạy bộ qua xe nó tông mình chết. Nên bắt buộc mình phải dắt cái xe ngược chiều qua, mình đậu cũng hơi sai một xíu nhưng mà. À. Thôi bật đèn lên thôi. Ok. Đây taxi đây. Nhưng mà mình tưởng đâu bên nước ngoài người ta phải cho đậu cái kiểu này chứ nhỉ. Cứ thắc mắc cái kiểu gì á, không biết làm sao luôn á. Cái này là dễ các bạn, vì nhìn phát là biết con xe nào đậu sai liền. Some people never learn. Một cái vụ tai nạn. Car crash Eastern Heights. Ở đây đây đây, mình nhận vụ này, mình nhận vụ này. Ok, nhận. Go. Uầy, cái này, cái vụ tai nạn này là mình cần phải điều tra manh mối á các bạn ơi. Từ đó mình coi cái đường của mình đi đường này đúng không? Đúng rồi. Thấy xe đậu nhiều lắm á, nhưng mà từ để mình nhận cái vụ này rồi mình đi tới cái đã. Có một vụ tai nạn ở đây và bây giờ mình cần phải tới mình giải quyết và mình cần phải thu thập những cái bằng chứng ở hiện trường. Hay, nghe hấp dẫn phải. Đây. Ok, khi mà có người thế này thì mình cần phải gọi cấp cứu ngay lập tức và sao ta? À không, gọi cấp cứu ngay lập tức thôi. Mình tương tác với nạn nhân và gọi cấp cứu. Không có gì cả. À, mình cầm những nhân chứng để mình hỏi cái vụ tai nạn nó xảy ra như thế nào. Những người chứng kiến vụ tai nạn á các bạn. Rồi, ok, sau khi xong thì mình check thông tin nó luôn. Và test nồng độ cồn nó xem là nó có tỉnh táo không. Để kiểu giống như là xem là nó có nói đúng sự thật hay không. Cũng như là nó có phải là tội phạm để nó đồng phạm với nhau hay không. Rồi, ok. Nếu mà trong cái quá trình test mà có bị nồng độ cồn cao quá hoặc là gì đó thì mình bắt nó luôn. Rồi, và những cái phương tiện xe như thế này thì mình cần phải đi tìm chứng cứ ở khúc này. Rồi bắt đầu mình mới gọi xe cẩu tới cẩu đi. Sau khi lấy chứng cứ xong hết. Rồi, sau khi xong mình phải về lại cái phòng này. Cái phòng laboratory là cái phòng mà thu thập chứng cứ. Rồi mình đưa cho đó. Wow. Không kịp. Cái đậu xe đây đi, tại vì kiểu gì thì chỗ này cũng phải bị chặn xe rồi. Rồi, đây, ở đây có một vụ tai nạn đây ha, đây, các bạn thấy không? Thì đầu tiên là mình cần phải tìm cái thằng thằng nào đó nằm đó, có nằm lại đường không? Để tao biết tao còn gọi cứu thương tới nè. Một vụ xe đặt tâm xe taxi, anh này đang khóc. Khóc cái gì mà khóc, lớn già đầu là khóc đi. Có gì đâu mà phải khóc, nói chuyện cái coi. Ổn không anh? Ok, ổn hả? Nói chuyện xíu nữa coi. Bây giờ anh nói với tôi tại sao mà tai nạn nó xảy ra được không? I saw the car in my rearview mirror and noticed that her driving was a bit unsteady. Then I stopped at the sign and she didn't. À, có nghĩa là thằng này nhìn vô cái gương chiếu hậu, nó thấy có con xe từ phía sau lên là người đó là người nữ lái. Và nó thấy người đó lái không ổn định. Nhưng mà sau khi mà nó thấy cái bảng hiệu stop nữa nè, là nó dừng lại thì cái người kia không có dừng, đau đâm vào xe nó luôn. Rồi. Nó mới vừa thả một người khách và nó đang quay về trụ sở. Rồi, ok, cảm ơn đã hợp tác. Cho xin ID. Rồi, mà mình còn phải test Bradley Carla. À, này nó mới có nè, đàng hoàng nè các bạn. Rồi, anh vui lòng cho tôi test nồng độ cồn luôn. Có uống này kia không? Thổi vô cái nè. Rồi, kết quả tuyệt vời. Ok, anh này cũng không bị gì hết trơn ha. Thì cũng không có cần gọi cứu thương, tại vì tông xe bình thường thôi. Thấy cái người nữ còn trong xe em ta. Rồi, cảm ơn anh. Thank you for your cooperation. You may go now. Have a nice day. Ok. Ê, nè. Anh chưa có được đi, chưa đi mà ba.
Nó kêu là you may go now, chưa có gì hết mà đi rồi. Cái gì vậy? Xe bánh chành nhưng mà đi luôn đó hả? Trong xe không còn ai hết trơn á. Bây giờ mình đi hỏi nhân chứng đi. Điều tra. I thought I heard a loud noise. Is everyone all right back there? Nó nghe một tiếng động rất là lớn, hỏi có gì đó không? À, mấy người này là mấy người bình thường, mấy người bà tám ơi, không phải là nhân chứng. À, đây là người lái xe. Đây là người lái xe. Đây là người lái xe các bạn. Đúng không? Officer, will everyone be okay? What up? Look, all I can say right now is that we're taking care. À, không phải người lái xe. Mình tưởng nó hỏi cái câu ok, mình tưởng nó phải là lái xe chứ không phải. Mà có một cái nữa là làm sao để mình test được cái vụ mà giấu xe ở dưới ta. Did you see how this all started? Bà này có thấy hết toàn bộ việc xảy ra hay không? Bà này ở xa lắm, bà chỉ nghe cái tiếng tông nhau rầm một cái thôi rồi bà chạy tới thôi. Ok, còn chị này, chị thích nói cho biết việc xảy ra hay không? À, vụ này xảy ra khi mà nó tới đây rồi. Rồi, cảm ơn chị luôn. Anh trai, anh có biết điều gì xảy ra đây không? Toàn mấy người hóng gió, hóng chuyện luôn mà xong hết trơn rồi mới chạy tới. Còn chị này, chị nói là vậy này, chị phải gì lái xe không? I'm a bit sore, but I'm okay. À, nói chuyện về câu nào. Nói chuyện có thể cho tôi biết chuyện xảy ra hay không. Ai nhỏ này có rượu chắc luôn. My memory's a bit of a blur. All I remember is that the taxi just stopped all of a sudden. He's not supposed to stop like that. You know, without any warning. Chung nhỏ này kiểu nó bị xỉn rồi đó các bạn, nó kiểu đầu nó hơi chán chán và nó bị nhìn như kiểu cảnh nó hơi mờ mờ rồi nó thấy taxi nó đang chạy xong thắng cái kịch cái nó đang đổ lỗi cho taxi à, này kia rồi. Ok. Do you have any idea why the other vehicle stopped? Và có ý kiến gì về cái phương tiện kia tự nhiên nó dừng lại hay không? Don't they make their own rules? À, nếu là một tài xế taxi thì nó kiểu không có cái lực nào cả, tại vì taxi nhiều lúc thì các bạn cũng biết là người ta dừng thắng gấp để này kia. Rồi xin đi cái chị luôn. Alice Burton. Rồi, chắc nào độ cồn cái nào. Xỉn đấy, các bạn thấy cái kiểu đứng xỉn xỉn không? Xỉn chắc luôn. Rồi, ngất ngưỡng luôn. 0.16, yeah, chắc không tin thôi, chị có phạm tội gì nữa không? Rồi, Alice Burton mời chị về đồn hợp tác để điều tra và đóng phạt. Don't make any sudden moves. Hands behind your back. Rồi, mời chị về đồn. Careful with the wrists. Xỉn say uống rồi tông người ta. Central prisoner transport requested at my current location. Over. Okay, nearest patrol car is now heading to your location. Mình cần phải giữ vụ này nhanh để cho xe nó còn lưu thông cái đường này nữa nha các bạn. Rồi, chị đứng đây để đợi xíu có người sẽ tới chở chị về đồn cho chị ngủ nhất ngon lành, thiệt là ngon. Xong rồi vậy nhờ chị đóng phạt giùm mà nhờ chị sẽ xử lý ha. Rồi bây giờ mình không biết là tại sao mình nên làm cái này làm sao đây. Ok, xe cảnh sát tới rồi. Rồi giao cho đồng chí nha. Nhưng mà bây giờ mình không biết là làm sao để mình check cái lúc nãy nó báo với mình đó các bạn. Ơi mình được được huy chương đầu tiên. Mình check cái nó báo với mình đó là kiểu mình đấy, bây giờ mình cần đây nè, collect evidence nè, thu thập chứng cứ nè. Cái này là cái chỗ đụng nè, không sao, mình nghĩ là cái chỗ thắng bánh xe này mới là chỗ cần, đúng không? Số bóp me không được ta, mình chả hiểu luôn, hay là mình lỡ cho con xe kia đi rồi. Ơ, tự đứng tới nó tự đi kìa. Ê! Rồi. Thiệt là tự nhiên bấm nhầm nó chạy tuốt ngoài kia. Nhưng mà mình không biết làm sao để mình cái collect evidence này. Mình không có cái đồ để mình có một cái món, nó cho mình một cái món đồ để mình lượm những cái chứng cứ. Hết bấm nhầm mấy con xe này kia thì nó kêu nó stop luôn à. Chán thiệt chứ. Mà bây giờ mình còn tìm bằng chứng, mình lỡ thả taxi kia đi nữa mới đau. Đau ở cái chỗ là thả taxi kia đi rồi. Shit. Oh shit. No shit. Đây. Có các bạn. Nhìn nè. Đây. Ôi, chụp hình nè. À, nó chụp rồi. À, nó chụp cái vết xe này lại rồi. Bây giờ mình cần cẩu xe này đi. Ôi, hết hồn. Tưởng đâu lỡ thả taxi kia đi xong rồi lỗi luôn chứ. Central, do you copy?
Please send a tow truck to my current location. Trung tâm nghe rõ không? Over. Cho gửi với tôi một con xe cậu kéo tới đây. Rồi ok, đã nghe rõ, một chiếc xe kéo đang được đưa đi tới chỗ của anh. Rồi vậy là xong rồi đó. Evidence found. Cái chỗ cái vết bánh xe này là do mẹ xỉn. Mẹ thấy taxi trước thắng rồi nhưng mà bà vẫn còn mơ mơ màng màng á, cho nên lúc mà nhận ra thì thắng gấp quá, lết một đường bánh xe thế này đây. Và kết quả là đâm cái sầm vô. Đây là con xe kéo của chúng ta. Rồi ba chỗ chạy đúng lẹ luôn. Rồi cái này thì mình giờ mình cần quay về chỗ kia để mình đưa bằng chứng nữa mới xong ha. Đưa bằng chứng hiện trường á, chụp ảnh hiện trường lại đó. Rồi bây giờ để mình chạy về cái đó. Rồi mình hồi mình làm tiếp cái công việc Đi viết mấy con xe. Nói chung là vui rồi các bạn. Đó các bạn thấy không, cái game này thực sự rất là hay luôn, hay hơn rất là nhiều so với cái FBDFR mà mod. hay hơn cái FBDFR mà mod trên GTA 5 rất là nhiều và không bị lỗi và chơi được online nữa. Đố các bạn, GTA 5 mod mà chơi được online á, mod cảnh sát mà chơi được online luôn. Bây giờ mình cần quay về sớm để mình giao chứng cứ cái đã. Đồ cảnh sát mình ở đây. Quay, wow, đường xa vãi. Đợi mình xíu nha. Rồi, hiện tại là mình đã về tới đồn cảnh sát rồi. Bây giờ mình cần đậu xe vô để mình đưa chứng cứ cho bên phòng laboratory để họ thêm vào các hồ sơ luôn á các bạn. Là coi như xong ha. Rồi bắt đầu mình ra mình làm vụ tiếp. Tại nhiệm vụ của mình là đi bắt xe. Và hiện tại cái điểm của mình là 1.000 trên 1.000 rồi. Nhưng mà mình tưởng hồi đầu lên 1.000 điểm là lên được chức vụ mới chứ nhỉ. Hiện tại vẫn chưa lên chức vụ các bạn. Rồi em biết rồi mà, em biết rồi, em đang đi vô nè. Rồi, cho hỏi là đưa cho ai đây? Đang bận hả? Bận cái cha mày chứ. Mấy thằng này nó chảnh lắm các bạn. A new set of swabs just came in this morning. Did the captain send you? Not exactly. I'm delivering the evidence gathered. À, đưa cho cái người nữ này. Rồi, xong nhiệm vụ. Có huy chương gì không? Thôi xong rồi đó. Ồ, bây xong rồi đó. Còn chả biết khi nào mình được lên chức luôn. Tại vì hiện tại là điểm 1.000 trên 1.000, mình tưởng đâu có 1.000 điểm là lên được trước chứ ai ngờ vẫn chưa lên được các bạn. Thôi, ra là nhiệm vụ tiếp nè. Không biết khi nào nó cho mình đi mấy con xe này ha. Chắc kiểu lớn lớn xíu nữa nó mới cho đi. Rồi, thôi đợi mình xíu mình qua lại chỗ khu này. Rồi, hiện tại là mình đã quay trở lại cái khu vực làm việc của mình. Rồi bây giờ mình cần đi tuần tiếp để tìm xem những con xe đậu sai vị trí rồi mình viết cái phạt cho nó. Cũng như là những con xe mà quẹo không xi nhan, có các không tắc an toàn thì mình chả biết được làm sao đi check cái đó. Nói chung là cái công việc mà đi bắt xe này thì nó cũng hên xui lắm các bạn. Tại vì lúc được lúc không chứ không phải lúc nào. À, đây. Ê, thế nào? Ủa con này quen lắm, từ taxi này quen lắm, taxi này như trước cái vụ việc mà mình bị cái phạt rồi đúng không? Ừ, khóa bánh rồi, đúng rồi. Cậu nó luôn không ta? Thôi khỏi đi. Taxi mà tội nó lắm. Để mình qua bên đường cái đó. Cái này thì chung là sorry các bạn về cái vụ mà mình làm cảnh sát nhưng mà mình hơi bị fail lực chút xíu. Nhưng mà mình nghĩ là thế giới này là của mình mà đúng không? Mình muốn làm gì mình làm mà đúng không? Cái đường mình thấy đậu xe đông lắm mà, nghi lắm mà. Mấy con xe này thì mình nghĩ là chỉ cần khóa bánh thôi. Chứ còn các bạn mà như kiểu mà cẩu xe về thì nó hơi dữ dằn lắm. Stolen credit card, thôi trộm thẻ tín dụng mà làm gì. Chán nó thẻ tín dụng có gì vui chứ. À con xe cẩu có xi nhan ha, tưởng có xi nhan là chết rồi đó. This is central, attention all units. Be on the lookout for a white male adult wearing a gray. Rồi, khu dưới này là có chỗ đậu xe hay đàng hoàng hết trơn. Ok. Đậu rất là ổn luôn các bạn ơi. Mình cũng không có lý do gì để mình phạt người ta hết trơn. Tại vì người ta đậu đúng đúng làn đường đậu. À, không hả? À, trên Thành Long có check cái kiểu kia. Check cái kiểu mà check trên xe xem có cái vé mà cái vé đóng tiền tiền xe các bạn. Mà đây không có cái cột đó cho nên là thoải mái.
tôi kho bánh được chiếc thôi. Chắc ổn rồi đó, để mình đi vòng một khu khác. À, khu này thì xe nào cũng đậu ngon lành. Rồi thôi mình đi chỗ khác nữa đây. Tạm biệt các bạn. À, chiếc này đã đúng. mình hồi đầu mình tới lúc sau mình tưởng nó đậu sai, mà ngờ đi tới gần thì nó có nguyên một cái bãi đậu của nó luôn. Quê không có chỗ nào trốn nổi. À cho đã, chiếc này đúng. Để coi coi mấy chiếc không có xi nhan bắt nó như hiếm lắm. Cái vụ mà không xi nhan nó hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Bắt taxi thì mình cũng chưa biết bắt cách nào, cho nên là mình vẫn đang đi tìm còn một chiếc nữa. Đường này toàn là đường một chiều không mấy đau. Thì để coi các bạn góp ý cho mình xem là cái vụ mà mình đi lại một chiều nữa hả, thì mình nên đi ẩu hay là mình đi theo tuân thủ luật. Tại vì nhiều lúc tuân thủ luật trong cái bản đồ này thì nó rất là vòng vòng luôn các bạn, cho nên là mình cũng hơi chua một xíu ha. Theo đuôi xe xanh là thử xem nó có xi nhan đâu, nó có phạm luật này kia, mà mình nghĩ là nó không rồi. Chạy rất là đàng hoàng luôn. Thôi để mình đi tìm xe cái đã. Hiện tại là mình đang tuần ở một cái khu vực mà nó gây cái ven biển này luôn. Và trong này có khu vui chơi đẹp vãi chưởng. Nếu như này nó còn xe bị phạt hay không, nhưng mà mình nghĩ là nó đậu đúng rồi, nó chỉ còn đậu không có cán cái vạch vàng là được. Con xe trắng đậu đúng rồi. Ê, cái vạch vàng kè gãy sọc sọc đó là không được đậu cho đó thôi. Còn chiếc nó mà tìm nó giờ không ra các bạn ơi. Mình nghi là chiếc cuối cùng nó đậu ở trên mấy cái vạch vàng này nè. Nghi lắm, chả biết làm sao đây. À đây con xe màu đỏ. Tìm hồi nãy giờ luôn á. Quỷ sứ Hà. Ê, bấm nhầm check info rồi. Sandra Campos. Chắc dạng kiểu đậu rồi, xong rồi vô xíu ra lấy liền á. Mà vừa vô cái ra là có nguyên khóa bánh xe luôn. Surprise, motherfucker. Rồi, xong. Bây giờ các bạn có muốn thì ấy mình lên được cái Property Officer rồi nè. Yeah, lên được chức vụ mới rồi các bạn ơi. Sao bao nhiêu năm cực khổ rồi, xong nhiệm vụ. Bây giờ mình không cần đi tìm nữa, thì mình đi về thôi. End shift là xong ha. Probationary Officer. And ship mình đi về đồn cái đã. Yeah, ngày thứ 3 làm việc xong, kết thúc. Rồi, được lên chức rồi, mừng vãi chưởng. Đã quá các bạn. Cái cảm giác mà mình chơi mấy hôm mình được lên chức á, nó sướng gì đâu. Để coi nhiệm vụ mình có mới hơn không ha, nó có đặc sắc hơn, nó thú vị hơn không. Mong lắm, mong được chạy mấy con xe xịn xịn. Ví dụ như Dodge Charger chứ nhỉ. And ship. Yay! Xem có vụ gì mới không nha, xem có vụ gì mới không nha. Vô máy tính ngồi nè. Đấy, Probationary Officer. Cái chức này mình search cho Google, nó ghi là nhân viên tập sự nha các bạn. Hồi đầu là học việc, hiện tại là tập sự, xong mới lên nhân viên chính thức. Đấy cũng đằng đau lắm, chức này chắc chưa gì dữ dàng đâu. Mới lên Captain, lên Chief được. Ơ, vẫn như vậy hả? Vẫn là đi này, mấy mốt có night nữa, có ban đêm nữa, chứ có ngày và đêm thôi, mình không có chọn được. Vẫn là đi cái này cái kia, đi check bắn tốc độ, mình mong một ngày được bắn tốc độ. Rồi ok, vậy thì video này mình sẽ dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Và nếu các bạn thích cái video tựa game Police Simulator Patrol Duty này thì đừng quên like cũng như để comment và comment phía dưới. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video sau cùng ngày thứ 5 đi làm cảnh sát với mình. Bye bye.